Rồi Hiền Tiên xin chào quý bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Hả? Đúng rồi. Đúng không? Quá chị nổi. Anh lấy không? Không, bông ly mà còn chịu nổi nữa cắm chỗ này. Mà đẹp quá. Đẹp ba cái này. Không mà nó bị dính nè. Giờ bỏ đúng không? Khéo rồi. Thôi là để nó mà anh cắm lại. Con cái thỉnh luôn đi. Bà giáo mình vừa xin chào bà con cô bác cô chú chủ anh chị. Bông hôm nay nắng quá nó bị số bông trắng. Rồi thôi mình đem đi. Quyết định chưa? Để coi coi bên đây coi nó ngủ hơn nữa. Được. Mà để mai đi. Rủ rồi. Cái này chắc mai chắc bỏ luôn hết. Bị nắng quá chịu nổi. Nắng quá. Mà sao kỳ này được 2 ngày ha, đợt trước mình được 4 ngày. Thôi cái này bỏ. Để nắng quá. Anh chờ em mấy cái lá nha. Thôi để. Để đi chiều hồi ấy xuống luôn, đừng kinh để luôn đi, chiều mình làm luôn. Rồi quên cái này mà mình nãy mình để lại. Mình bự kinh mấy cái nào cắt thôi. Rồi kinh chậu bự đi. Kinh cái bụng bự đúng không? Thằng gì ướt rồi bà? Thằng gì ướt rồi bà? Dạ. Đó bên đây nè anh. Này là ra mộ xong về đón cắt tiên ra. Về đón cắt tiên thử khách ha. Xong rồi đón mẹ cắt tiên thử khách. Đừng có đón mẹ cắt tiên mà anh. Mẹ cắt tiên nữa. Cát tiên rồi mẹ cát tiên pin quá à, trời quá đất luôn rồi. Hình như ai mở nước thì phải em nước nha. Anh Toàn giờ bắt đầu mở nước cho tới sáng mai á. Trời ơi sao đúng rảnh luôn á, cái giờ người ta đi bây giờ người ta đi ginh bông cái đem mở nước lên cho người ta ướt con đó. Còn nói con đó nữa, tưởng anh Toàn chẳng hạn nha, cái bình đó của cô Hồng Ngọc đó nha. Biết vậy sao làm bỏ gớt hết cái bình đó. Bữa mấy mèo làm gớt cái bình của chị Hồng Ngọc á, cô chú anh chị. Là bông nó bị hư luôn rồi. Sao? Nói gì nói lại coi. Rồi sao chưa giờ không thấy kia, thấy tao giờ lâu mộ cái thấy kìa. Hả? Rồi sáng thì lại lâu mộ xong rồi bắt đầu là đâu mất tiêu. Đi xung quanh không à, cái tới chiều, cái tới hồi lâu mộ cái giờ thấy. Còn chưa nắng à, không thấy đâu hết à, chạy lên nhà chờ chơi. Thấy mấy chú mà làm buổi chiều cái mới thấy mặt này thấy không? Đó. Thôi đừng quay. Vậy đừng có đó, xuất hiện ông kính tôi. Ủa gì đừng có vô lâu mộ của chèo thì làm gì xuất hiện không? Người ta khiêng bông thì đương nhiên người ta phải cái quay rồi ai kêu xuất hiện lâu mộ làm chi hay hả? Chợ ta lâu mộ xong đi rồi đi vô rồi làm gì ai thấy đó, quá hiền luôn đó, quýnh nè đó, quýnh ớt luôn kìa, em cũng dám quýnh ớt nữa, nó quýnh ớt luôn. Ơi, men mệt rồi, từ từ. Cái nào men mệt rồi đúng không? Ừ. Hay đi xuống đi. Nắng quá đi mệt đúng không? Đi thở không à? Đi thở nổi, có càng thở nổi. Quá vậy? Mà không bịch thì nó nắng quá. Rồi Hải nó vét cái đó rồi. Sớm đăng ký bữa nay vét đầu tiên, giờ nó vét luôn rồi. Xong phim. Nặng không Hải? Nặng không em? Dạ. Trời hai trái này có 20 kg chứ nhiêu. Rồi xong phim. Gọn hết bỏ hết lên cái bàn nó đi khiêng luôn. Cái bàn sao? Đỡ lên cái đầu hết. Được không anh, nguy hiểm quá vậy?
bạn nha, coi chừng cái cổ. Mình dính mấy cái đó thôi các bạn, để lại. Này con kinh hai cái đầu má té này đi. Nặng không? Không nặng. Không nặng. Ở đây là phải xuất hiện ống kính nha. Tại đứa người ta đi đâu đi theo đó rồi nói sao không muốn xuất hiện nha. Nè con, đưa đây cho chú. Không. Ở đây. Được không? Rồi, ok. Được chưa? Rồi đây. Ơi từ 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 từ. Mèo 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 hụt lại hụt lại. Hụt hụt ra. Từ từ. Rồi cho chụp tấm ảnh đi nha. Rồi, quá đẹp rồi. Ờ bà lắc đầu nữa thiệt. Đó, bà không muốn xuất hiện ống kính nữa cô chú anh chị ơi. Bà canh cái mà cứ thấy cái giờ lao mộ rồi đi theo cô chú rồi nói sao không muốn xuất hiện nha. Dạ dối. Dạ dối. Đó. Đâu có hiền. Anh em ghẹo bé mèo. Nghe bé mèo chửi chưa? Mèo lên cục dài có 1 năm luôn. Em nghe bé mèo chửi chưa? Vậy? Bớt nhiều chuyện rồi nha. Trời đất ơi. Đó. Nó hiền lắm. Thì nó vàng chứ gì? Giống vàng ghê luôn á. Ra tiệm vàng mua đó. Anh đừng nghe bé mèo nữa không? Bớt nhiều chuyện lại nha. Bớt nhiều chuyện là hả? Ừ, ghê không? Nè, nó ghê như tẹo. Nói chuyện như người lớn. Ừ. Thì đó. Gần Tết rồi. Nhiều người thể hiện. Bó tay. Ghê thiệt. Tôi không thể tin được. Ngày xưa là mấy anh em mình dọn hành đúng không? Còn nay Tết thì mấy anh em mình dọn bông hoa lấy cây. Để đây rồi mèo, đừng có lên đây nghịch nha mèo. Ý là giờ là chưa đó. Người ta trả lời ghê chưa? Chị bây giờ là về rồi ám mà nghịch. Cái bàn để dưới mà. Thờ gỡ lanh lanh thì ủi với mũi đem lên rồi vậy mai nhớ đi sớm mà để bỏ xuống thôi khỏi luôn đi tự đỡ đi. Ủa cái đó treo con mà con nai nó đâu có để ý đâu thầu rồi chán không thiệt luôn. Sao mà chát mày vậy? Đó có rảnh không? Tự nhiên cái ba có bật đâu, bật cái nước văng đầy. Thôi để sáng mai đi tính chứ giờ sao? Tặng mình coi thử coi ngày mai nó còn tư cái nào thì mình cắm cái đó. Vậy em cũng không biết sao nữa. Thôi trước mắt là giờ vậy nè, anh cầm cái mình điện thoại đi. Em hở ra hư rồi. Rồi. Nắng mà bịt khẩu trang nó hở không nổi luôn. Ủa cái mấy cái bình của chị Hồng Ngọc nữa kìa. Chúc anh đem vô thôi. Để này anh được. Ừ. Để này nè, giữa đây. Lấy bịch khăn giấy hay gì đó. Hết giấy rồi mọi người ơi. Thì con đi vô chổng con lấy đi. Mọi người ơi. Rồi bác cứ ngồi mọi người ơi chứ. Rồi. Rồi là tiếp tục lao mộ. Ừ. Gì đâu. Đi cho lấy hết giấy rồi mọi người ơi. Để tôi. Có coi rảnh không? Không đi, cái người ta đi cái là để tôi. Cũng bông nhưng mà dọn đi xa hơn đó, rồi mà mệt hơn nắng quá. Hình cậu thật sự anh không có dơ ha, mà mình lao mình tỏ tấm lòng ha. Cái hình của cậu là hồi đó là mình gom lại mình chỉ mấy cái bao mũ mình chụp lại nó khỏe hơn. Mấy cái hình nó lặn á, nó lặn là tại do trời mưa nên là mình mới chụp lại vậy. Cái này là hươu nai, cái này là hươu nai. Mấy chữ này bị gì nè? Bị gì nữa?
Lạ quá ha. Lâu quá nó có sà cừ phải không? Lao ghét á, nó bị mòn đá, nó nổi sà cừ lên. Sao vậy con? Không ai mượn luôn á. Rồi lấy ra chi nhiều dữ mèo. Nhiều quá rồi. Có coi chừng á, cái cây của tôi đó. Mèo vừa nay ghẹo khí thế. 2-3 ngày nữa chậm lần đúng không? Đúng rồi. Này con dâu quá trời nữa. Dạ, lá anh Ngọc về, anh Ngọc nấu đèn đúng không anh Ngọc? Nấu đèn sáng nay phát gì ta? Anh Miu. Sáng sáng em thấy mà không biết ai nè, anh nấu vàng phải không đó, em nhớ mà nấu anh lau mộ chung em mà. Ồ cái mộ chú giờ nóng chứ, nắng mà nắng mình cũng xỉu đừng nói gì này đó. Mà bữa nay nắng thiệt, hôm bữa cái bông hồng, có bữa cái bông hồng để 4 ngày là tại vì có bữa không có nắng, còn bữa nay là nắng trực tiếp luôn. Có mưa á, 10 tháng á, tháng 3. Tháng 3 này tháng chạp. Tháng 12, tháng 3 tây mà, tháng 3 tây hôm nay tháng 1. 7 tháng 3 mình. Tính à tây. Tính 14 tháng 2. Ừ, tây. Là mới 10 tháng. Còn nếu mà tính tháng. Còn nếu mà tính mình á. 10 tháng. Cứ tính tháng mình đi. Nếu mà tính mình á là bây giờ á là nóng quá đây. Vô lấy đèn cày mèo. Nay là 8 tháng 2 rồi. 8 tháng 10 12 rồi. Vậy là 11 tháng, gần 11 tháng rồi. Tại vì nhân 1 tháng đúng không? 10 tháng mấy rồi, còn tháng mấy nữa đúng nhắc năm. 10 tháng mấy đúng rồi á. Thì 10 tháng mấy gần 11 tháng rồi, còn 10 tháng còn 6 ngày nữa là 11 tháng. 10 tháng 10 ngày. 10 tháng 13 ngày chứ. Anh cứ nghĩ đi, tháng 3 tây. Tháng 3 tây rồi tới tháng 12 là nhiêu? 9 tháng, 9 tháng giờ tháng 1 là 10 tháng. Đừng có tính tay đó, ta tính mình mà sao tính tay. Chị Loan cứ nói là cứ đúng 14 tháng 2 là sẽ làm giáp năm cho chú. Mà đúng 14 tháng 2 là nó sẽ lố, lố 1 tháng. Nhưng mà ở người nhà ta mình tôn trọng nó nhờ ta làm như nào. Không, má tư là nhúng tay vô rồi. Dễ hả? Ờ đúng rồi, dầm tháng giêng. Chiếu vô cái bình phong 7 tháng nào. Má tư chúng ta vô đếm luôn rồi, còn 37 ngày, 36 ngày nữa là tới giáp năm của cậu mà. Pin về. Ai biết, em đâu có theo dõi đâu biết. Má Tư đăng ở đâu anh? Thôi đây làm biết mà đừng nói vậy nha. Ủa chồng đây, em làm, bố em làm em có biết đâu trời. Anh mới khịa đó. Người ta không biết thì mình cứ nói cho người ta biết tự nhiên. Ủa thì ta không biết luôn. Cái đó là chị Hồng Loan nói thì em nghe chị Hồng Loan nói. Còn anh? Anh em mình hỏi mà làm cái ghê không? Hiền quá trời. Ừ. Không biết ai hiền. Mèo biết không? Đó, thấy chưa? Biết gì kêu đi lấy á. Cũng biết rồi. Chứ ngày nào cũng đi theo cô Tiên lấy mà sao không biết? Cái đó gỡ ra hả? À, đây, chờ lại gì? Bảo sao quá, gắm vô không xuống chút xíu rồi. Chứ cái mông để y như trong cái camera rồi. Lấy gì nữa là hết rồi. Ủa anh đốt ngang chưa mà anh kết thúc rồi ta? Ủa sao không? Sao anh kết thúc rồi anh lại thắp nhang ta? Bây giờ em thắp nhang cho một cái. Rồi chú Phương đưa cho con một cái. Hiểu không? Mình nhỏ mình nói chú ơi cho con xin một cái nữa ha, hiếu một cái. Vậy mà ai nói ngoan. Mình nói mình nhỏ mình phải lễ phép chứ. Lớn rồi. Vậy đi học bị cô quýnh hoài. Anh lấy nhang cho em chưa? Có hả? Nè, cho con nè. Đi anh. Rồi đốt đi.
về nó chưa gì đâu. Vậy thì ta nói thì em lấy đi. Chữ hoài. Ai chữ hoài nữa? Nó nhẹ dữ ứa. Gì mèo? Mèo bữa nay là mệt mèo lắm. Bây giờ là phải tập trái ngày tháng năm nữa nha. Không đốt nhang mà không có được đâu. Tập ngoan chút nha. Tết nay là được 1 tuổi nữa rồi đó. Bữa nay ngày thứ mấy? Bữa nay ngày mấy nè? Ngày 8 tháng chạp. Nè. Coi chú giái nè, bắt chú giái heo nha. Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2024, ngày 8 tháng chạp năm Quý Mão. Mà con Nguyễn Tế Chùa Kinh, chú Thích 16 Bình Dương, trình với các chư vị tổ thần, tổ mẫu, đất đai, chính sĩ, nhân cảnh và nghệ sĩ ưu tú Vũ Thương Ngọc giỏi văn hoa, cấp trên tâm giác. Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, ngày 5 tháng 3 năm 2023, ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão. Tổng thọ 66 tuổi, ăn sáng tại Hội Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Và mình phát ra những người dạng các hốc của chư vị tổ thần, tổ mẫu, nắng quá được. Phát hiện nha. Để mèo lại quá trời lại luôn. Lại mấy cái nữa mèo. Người ta đây thì cái video của Hiền Trang buổi chiều ở mộng của chú Vũ Linh xin kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha, và một buổi tối an lành.